Hôm nay mình dẫn cả nhà mình với lại bạn của mình á, vô tuốt ở trong núi đi tham quan vườn blackberry. Blackberry là mâm xôi à ta? Mâm xôi đen. Mâm xôi đen. Chứ đâu phải phúc quần tử à? Phúc quần tử là raspberry. Phần phúc quần tử. Phúc quần tử là raspberry hả? Đây là phúc quần tử. À. Mình gọi là mâm xôi đen. Mâm xôi đen. Phần nó là blackberry. À. Hôm nay là lần đây là anh chủ vườn nè, anh dẫn đi tham quan giới thiệu đi anh. Anh trồng dưa lơ với lại lơ súp lơ, dạ. Dưa leo baby. Bên đây là dưa leo baby hả? Trồng đủ thứ các. Dạ. Đây là dưa leo baby nè mọi người. À? Đi qua đây coi, Kitty coi đi. À. Bây giờ đòi đi học rồi đó mọi người. Sang đeo cặp lấy giày rồi đi học. Rồi, ra đây mẹ đeo cho. Cái tay giỏi quá, cái tay giỏi quá. Hi, chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với nhà Toản. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan cái vườn blackberry nha, cái vườn mâm xôi ở phía dưới cầu đất á, cách nhà mình khoảng 15 cây số. Mình chạy tuốt vô trong núi á, mọi người cùng tham quan với lại gia đình mình nha. Đi. Kitty. Kitty hôm nay dẫn bạn đi dẫn bạn ở trên thành phố Hồ Chí Minh á, dẫn đi xuống đây tham quan vườn. À, đây Kitty các bạn rồi nha. Đây bên đây là ủa, bạn Bơ. Con mình chứ tự nhiên không? À, đi cẩn thận nha, hai đứa đi cẩn thận nè. Blackberry. Blackberry nè. Mâm xôi đen. Ok. Có hai loại mâm xôi đen, mâm xôi đỏ. Cái này là mẹ gọi là cái gì? Cái này con gà hả anh? Vô cái hàng trong cái hàng này anh nãy mới hái rồi. Yeah. Đẹp không? Chưa. Rồi bé vô chụp đi. Đã lắm rồi. Ở đây mẹ nè. Hái trên cây em đừng có bóc dưới đất cái đó anh. Nó rụng thì anh bỏ luôn á. Cái tí con làm gì vậy? Cái một sô cô la thì nó hơi chua. Cái đen rồi thấy vậy, cái trái nó nhìn nó bóng luôn á. Cái này là nó chín, tầm này là ngọt thôi. Cái trái nào là chín đâu vậy anh Cường? Chín hay không? Chín mà mình muốn giao đi xa thì mình hái tầm cỡ này. Cỡ này hả? Cỡ này là mình giao đi được nè. Còn nếu chín như vậy thì nó hơi già là. À cái này là ăn tại chỗ là ok đúng không? Ăn tại chỗ là ngon nè. Cái này là ăn tại chỗ là ok nè. Anh Trường hả? Anh Cường. Mời mọi người chưa nha. To lắm luôn. Chưa to lắm luôn ha anh. Ừ. To hơn ở Tây Ninh của em bằng đầu ngón tay à. Không có bự như vậy. Ủa anh ơi, nhưng mà cái này đâu có cắt ừ. Tay được. Ngon lắm mọi người. Sao em? Nè cái tay ai đúng không? Chắc bấm kéo đúng rồi. Ừ. Cái chín chưa chín á, nó vị nó chua. Ừ. Chưa chín nó chua lắm. Vườn của anh Cường được mấy trăm mét anh? Cái này của anh là nguyên cái vườn này là một sào là 1046 mét, nhưng mà anh trồng mới có một nửa. À anh trồng mới có một nửa à? Thí điểm thôi. Nếu mà ấy là anh nhân hết. À nhân hết luôn. Thì anh trồng thí điểm thử, thấy cái đất nó cũng đang hợp á. Cái này hiện tại anh trồng là được được bao lâu rồi anh? Của anh trồng giáp năm rồi. À trồng giáp năm rồi. Nó là trồng từ cây con đến 8 tháng là mới bắt đầu có. À. Thì hiện tại là một ngày là anh thu hoạch được bao nhiêu ký anh? Nếu mà một ngày anh hái là tầm cỡ 15 ký. Là 15 ký. Thì hiện tại anh bán mà đến tay người dùng á, một ký nó khoảng bao nhiêu anh? Thì anh bán ở đây thường giá 200 ngàn một ký. 200 ngàn một ký.
Còn hiện tại mà anh canh tác thì để mà nó được cái năng suất này á, thì anh canh tác nó như thế nào anh? Nói chung cái cây blackberry này nó rất là dễ trồng. Là anh chỉ sử dụng phân hữu cơ hoàn toàn đó, chỉ tưới nước nữa thôi. Thuốc thì không có bơm thuốc gì hết nè. Không, nước thì ngồi mà chẳng hạn như các cái loại phân như em thấy ở dưới này có phân dê nè. Phân dê rồi anh có bỏ vi sinh không anh? Có vi sinh. Vi sinh. Đầu là anh trồng là anh có vi sinh, nó phân nở phân organic của Úc đó. À. Rồi ngồi các cái loại phân đó chẳng hạn như anh có bỏ thêm ure, NPK gì không? Không, không có bỏ thêm cái phân hóa học gì hết. Dạ. Đây nè mọi người, như cái trái này là cái này là như là cái này là chín ngọt rồi đó, chín ngọt rồi nè. Do thời gian này anh cũng bận nên anh không có thời gian hái á. Dạ. Cũng có một số dài nó chín quá rồi đó. Dạ. Nó rụng cũng nhiều anh ha. Dạ. Đi các thành phần dinh dưỡng ở trong đây anh trồng anh có nắm nó hết không anh? Chủ yếu là lúc đầu là bên công ty người ta bán giống, người ta giới thiệu cái công dụng rồi các kiểu đó, nhưng mà anh thì thí dụ anh coi trên mạng, trên YouTube nó cũng có hướng dẫn. Dạ. Vậy thôi chứ còn mà nếu nghiên cứu sâu vô thì anh chưa có nghiên cứu. Dạ. Hiện tại cái đầu ra của nó anh làm ổn định chưa? Hiện tại á. Đầu ra thì anh đang tìm thêm đầu ra nữa. Dạ. Giao thì ở đây thì cũng bán cũng rai rai. Hiện tại thì cũng rai rai. Chứ cũng thời gian mà bán không kịp thì anh cũng qua cấp đông tủ lạnh. Dạ. Cái này mà như vận chuyển mà về Sài Gòn rồi các kiểu nó dễ không ta? Có anh có đóng hộp mẫu trong đó nãy để chập nữa anh vô anh coi cái cách mình đóng hàng đi xe đó. Dạ. Có hộp giấy. Dạ. Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Cường rất là nhiều. Đó nè. Con ăn đi. Cầm ăn đi, cầm cắn ăn đi. Ăn đi cái tí ăn đi. Cạp cho ba coi coi. Một y sao là đi vứt ta, cái tay kỳ quá. Đỏ cái đen là ngọt hơn, cái đen thì nó ngọt hơn, cái đỏ thì nó hơi chua. Này hiện tại cái vườn này là đang trồng trong nhà kính nè mọi người. Cái này mà nếu như trồng ở phía bên ngoài á cũng mình thấy cũng khá là căng á. Vì lý do là những cái loại này mình thấy nó rất là mà mảnh mai dễ vỡ kiểu như trứng gà ấy. Nên ra bên ngoài thì chắc cái này khá là căng. Chưa tính đến cái chuyện sâu bệnh rồi các kiểu. Đây. Nhìn rất... Vô đây hơi nóng đúng không? Ba đòi mẹ dẫn đi nè. Tôi muốn dẫn mẹ đi. Làm vườn thích lắm. Kế hoạch của mình lâu lâu rảnh là dẫn đi tham quan vườn này vườn nọ vậy mọi người, để cho cái tì nó tiếp xúc với lại các cái cây cối hoa quả từ nhỏ, đó là cái mong muốn của tụi mình, cũng như là để quay cho mọi người cùng xem á. Cũng mới vừa quen anh Cường cách đây một tháng, anh mới giới thiệu mình cái vườn blackberry này, mình nói khi nào mình rảnh mình xuống mình tham quan vườn cũng như mình quay cho anh xem. Và anh hôm trước có tặng cho Toản một hộp nửa ký rồi hỏi có ai cần mua không để bán cho ảnh, coi như là giúp ảnh bán với. Mà hiện tại đầu ra của ảnh tuy ảnh trồng được khá là tốt mà đầu ra cũng chưa có mọi người, nên cũng muốn nhờ Toản để mà chia sẻ giúp ảnh. Nhìn nè cái tí ơi, nhìn nè con, nhìn ba chụp hình nè. Đó mọi người, cái này là thân dây leo. Mình nhìn thấy khá là đẹp á. Để hồi mình tìm cách nha. Nhà mình trồng một vài cây này cho vui em ha. Trồng không? Nếu như mình làm hàng rào, thứ nhất hàng rào, thứ hai là mình làm cái mái vòm ở đằng trước nhà mình nha em. Trồng cái này nè, trồng cái này lấy bóng mát rồi cho vui, thấy nó leo lên cũng dễ đó. Cái tay mời mấy cô. Rồi. Nè. Em ăn em cảm nhận cho mọi người cùng xem đi. Đừng đưa cho cái tì nữa, cái tì cũng quậy quá. Cái tì đút mẹ đi. Sao? Ngon không? Ngọt lự. Trái chín mọng là ngọt à. Mới ngọt nha.
À. Rồi đưa cái tay đút cho mẹ đi, cái tay đút cho mẹ đi. Cái tay đang ăn. Cái tay thì thích ăn chua à? Cái tay đút cho mẹ đi con. Cái tay đang ăn mà. Cái tay đút cho mẹ đi con. Đút cho mẹ. Rồi, giỏi. Rồi được rồi. Bây giờ mình bắt đầu đi ra rồi mọi người. Đi ra rồi mua một ít về ăn, làm quà rồi các kiểu. Ngon, cái này mình thấy ngon á. Này ăn tại chỗ là quá tuyệt luôn. Blackberry thì hiện tại là anh đang trồng thêm cái dưa chuột á mọi người. Đây, dưa chuột nè. Dưa chuột với lại là đố mọi người này là gì? Cái này là củ dền nè. Đó, củ dền ăn cây con đó. À, dẫn mọi người mình đi vô đó mình mua một ít mang về làm quà. Rồi đi về. Em lấy một hai hộp thôi, còn ví dụ em muốn cầm gì thì còn nó đi làm lên đó thì điện thoại anh giao lên. À. Này gói. Là gói vậy hả? À. Em lấy 1 kg anh Cường nha. Anh bỏ giúp em 2 hộp nha. Có 1 hộp này nó là thành 6 lạng. Cái hộp vuông của anh đó. Ừ, cái này lên men luôn rồi con. Đúng rồi, nó chín á. Nó lên men luôn hả? Ờ. Cái chảy là như vậy, nó vậy thôi. Không, những cái chín quá là nó sẽ lên men, lên chảy luôn. Trái cây mà. Khi mà đủ độ đường nó tự lên men mà. Ừ. Khá là ngọt ha. Ngọt lắm, không có vị chua luôn. Những cái mà nó mọng nước nó mà. Cái anh thấy hơi chín. Không có vị chua luôn nha. Nó mọng nước đó. Là gói vô trong hộp như thế này nè. Đó, từng trái một. Có hàng đó. Cái này mà vận chuyển về đó thì tỷ lệ rơi dập mình cho tầm khoảng phải 20% đó nha anh. Không đơn giản đâu. Nó cũng phải dập chứ. Nhà bà mua mấy ký nữa. Nhà còn cứng là nó chưa có nở trái hết đúng không? Dạ. Cái trái mà rồi. Mình rờ vô nè, cầm vô cái cảm giác mình nó còn cứng. Còn trái này hơi mềm này, nhưng mà mình giao gần đây thì giao là được đúng không anh? À, còn nếu đi xe thì không được. Nó như ăn liền có vẻ ngon hơn ấy. Ăn liền ngon. Vậy là mình phải ngăn hết ra từng ngăn như vậy đúng không anh? Nếu không có bị dính nó dập rồi nó dồn lại. Dạ. Nó đè. Đó, mọi người đây nè, đó, đóng mà nhưng nếu như mình đóng mình gửi đi xa là từng cái là ngang như vậy hết, mà do là mình mang về ăn tại chỗ á, mình cũng không có cần quá kỹ, mà vậy đã thấy cũng kỹ lắm rồi đó mọi người đó. Đó đây nè, bây giờ mình sẽ mang cái hộp này về làm quà á mọi người. Bây giờ mình mang cái này về nè mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem kênh của nhà Toản nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Rồi bơi đi rửa tay. Anh ơi, nước rửa tay ở đâu vậy anh? Này, bây giờ cả nhà mình đi về nè mọi người. Em ơi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep, so all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream.
Quiet voices in the night. Time is running out of sight. A lonely wind is passing by.